Thưa quý vị, trước thực tế số ca mắc liên tục tăng lên, đặc biệt liên quan cảng cá Thọ Quang, ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Đến nay, sau 5 ngày thiết lập cách ly, người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Nhận thức được nguy cơ dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, nên từ khi quận thiết lập vùng cách ly y tế, các hộ dân tại khu chung cư này đã tự giác chấp hành nghiêm. Ai ở nhà nấy, không tiếp xúc và không ra ngoài. Trong những ngày qua, gia đình tôi cũng như là những cư dân ở đây thì chấp hành tốt cái chủ trương của thành phố là về chương trình 5K và ủng hộ với những cái chủ trương của chính quyền cũng như thành phố đã áp dụng, và bản thân tôi cũng giống như là những người dân ở đây thôi, là mong sao là dịch mau qua để cho bà con được ổn định cuộc sống. Để đảm bảo việc cách ly theo quy định, phường Nại Hiên Đông đã tổ chức chốt kiểm soát theo phương châm nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu dân cư cách ly với khu dân cư, chốt chặt các nhà chung cư, phân công lực lượng trực gác kiểm soát, tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà, phân công lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, mở sổ ghi chép đo nhiệt độ từng người dân, nhận phiếu đặt hàng mua và phối hợp với đơn vị cung ứng cùng hơn 270 tình nguyện viên để đảm bảo chuyển lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân. Đối với lại cái nhu yếu phẩm á, thì hiện nay chúng tôi đang triển khai là có những cái khu vực sẽ bán hàng lưu động cho bà con nhân dân, và sẽ quy định là mỗi cái khu vực như vậy là mua tại điểm nào. Hiện nay là do bưu điện của thành phố có hỗ trợ đối với địa phương. Phường Nại Hiên Đông có khoảng 8.500 hộ dân với hơn 40.000 nhân khẩu. Đến nay, phường đã có hơn 120 ca mắc COVID-19. Sau khi thiết lập vùng cách ly, thì người dân trong phường đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Để đảm bảo nghiêm ngặt trong thực hiện cách ly, thì phường cũng đã phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ các chốt giáp ranh với các địa bàn khác, cũng như 28 chốt phong tỏa cách ly y tế. Đến nay, lực lượng chức năng của địa phương đã xử phạt 12 trường hợp vi phạm vượt chốt chặn phong tỏa.